FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định để phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Albania. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và sẽ được diễn ra lúc 1:45 ngày 27 tháng 3. Và ở trận đấu này thì tuyển Tây Ban Nha sẽ tiếp đón Albania trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì Tây Ban Nha cũng là những người đứng giá cửa trên và sẽ chấp Albania với mức kèo là hai trái. Mức kèo hủy hạ xuống còn 1.75 và hạ xuống nữa còn 1.5. Mức tài sau trận đấu này là 2.75, 2.5 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video và subscribe kênh nhé. Thì 5 lần gặp nhau gần nhất của Tây Ban Nha và Albania. Tây Ban Nha toàn thắng cả 5 trận trước Albania. 5 trận thi đấu gần nhất của Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thắng 4 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Albania thì họ thắng 3 và thua 2. Và ở lượt trận này với mức tỷ lệ thế này thì mình chọn cửa chủ nhà Tây Ban Nha trong này. Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá cao, 2 trái hoặc là 1.75, nhưng mà xét về thực lực hiện tại thì Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn Albania rất là nhiều. Thứ hai đã hiện trận đấu này, Tây Ban Nha có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba này, xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu thì Tây Ban Nha cũng đang khá là vượt trội hơn. Đặc biệt là những lần mà chơi trên sân nhà, thường là Tây Ban Nha thắng với cách biệt là từ 2 bàn trở lên là nhiều. Nếu như trận đấu này mà Tây Ban Nha chấp 2 trái thì bạn nên đá nhẹ Tây Ban Nha thôi, đợi cho kèo hạ dưới 2 trái bạn hạ vào mạnh. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 2.5 và 3 trái. Thì những lần mà chạm trán gần nhất thì thường là từ 3 bàn trở lên là nhiều. Với lại đây là trận đấu giao hữu mà thôi, cho nên là mình nghĩ là Tây Ban Nha họ sẽ thi đấu thoải mái hơn rất là nhiều. Dự đoán trận đấu này có thể là Tây Ban Nha thắng đậm Albania với tỷ số là 3-0 hoặc là 4-0. Cho mà tin tưởng mình ở bảng ưu tiên đánh cửa tài 2.75 trong này. Mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.75 và tài xỉu là 1.25. Thì hiệp 1 mình cũng dự đoán là Tây Ban Nha có bàn thắng, có thể là hai bàn dẫn trước Albania luôn. Cho nên các bạn hãy là đá Tây Ban Nha hiệp 1 trước, sau đó đợi cho kèo tài hiệp 1 nó hạ xuống tầm 1 trái hoặc là dưới 1 trái thì bạn thảo vào. Và tấm bài trận đấu khuyên các bạn chọn Tây Ban Nha và đá tài ở hiệp 1, chọn Tây Ban Nha và đá tài hạ tầm 1 trái hoặc dưới 1 thì vào. Thì cái này là phần nhận định của mình. Bạn nào có ý kiến khác hãy comment ở bên dưới nha. Bạn nào đồng ý với mình hãy đi theo mình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.